bây giờ mình sẽ quay trở lại mình tô cho quả khớm này nhé. Thì mình sẽ sử dụng màu xanh lá cây mình tô cho cái cùi ở đây. Vừa vừa thôi, con nhau nó sặc mùi rồi, nó bệnh đó, để nó khó nuôi lắm. Nó ăn miếng mỡ thôi là nó đã ói rồi đó, đừng có xịt cho nó nữa, nó hủy là hồi nãy bây giờ. Bụng thì ăn cơm nha. Tô luôn cái cuốn nhỏ luôn á, tại mình định cái cuốn nhỏ hồi mình tô màu khác á. Mà sao mình nhức cái tay kinh vậy ta, khó chịu thật sự chứ. Nó bị nhức một bên thấy như cho nó ảnh hưởng tới lỗ tay của mình luôn. Ơi đừng có nhức nữa, nhất nó bị khó chịu quá. Rồi tối đây mọi người nhé, các bạn tô hết chứ bằng này mình đã chết rồi. Mình chắc mình quay clip này xong mình nhảy lên giường mình nằm quá, sáng nhất nhất kinh luôn ấy. Rồi tiếp theo sẽ là màu vàng, cái khóm mình thì sẽ là màu vàng nhé.
ở đây người ta thích tô gì mà thích những cái màu đen đen rồi, cho nên mình chỉ cần tô vàng nữa là xong. Trước mắt thì lên nằm chắc mình tháo cái đai địt bụng ra. Trời ơi, cái đai này nó nịnh, nó còn nhịp với gì cái này thì nó xiết vô khó chịu hơn. Rồi cái này chỉ cần tô đều là được. Đó. Cái khóm này thì nói gì nói chứ nó rất là dễ tô mọi người, không khó, không hề khó luôn. Nhưng mà lúc đầu là mình định là tô cái bên ngoài màu xanh này, bên trong màu xanh đậm hơn. Mình thì mình định lúc đầu là vậy, nhưng mà nãy mình lỡ tô vào dính cái nhỏ màu xanh kia, thành ra là mình tô xanh luôn ấy. Chứ nếu mà nó không dính là mình tô hết màu, cái gì mình tô hai màu. Rồi, ok. Đây là chút nha. Bye bye mọi người nhé.